ngồi vững vào, chuẩn bị chiến đấu. Mau lên xe. Mia. Mia. Lên xe mau. Anh à, lên xe.
Cẩn thận. Hôm nay chúng ta buộc phải phân cao thấp. Anh chỉ là một cỗ máy giết người mà thôi. Sau lưng tôi còn có Linh Tâm, Chí Bình, Tiểu Quỳ và những sinh mệnh vô tội. Anh không thắng tôi được đâu. Ai cản đường tôi đều phải chết. Anh chỉ hưởng thụ khoái cảm do tàn sát và máu tanh đem lại, không tiếc lạm sát người vô tội. Anh chỉ là một tên đồ tể. Chẳng phải các người cũng như tôi hay sao? Thuộc hạ của tôi còn có Mia, cũng chết dưới súng của các người. Chẳng phải hai tay các người cũng nhuốm đầy máu tươi đó sao? Chúng tôi cầm vũ khí để ngăn cản anh tàn sát, là để có thêm nhiều người không bị tổn hại. Đừng nói những đạo lý đó với tôi nữa. Có chiến tranh thì có thương vong, không ai cản được tôi. Ngô Đồng cẩn thận. Mau, mau. Đi theo tôi đưa các anh ra ngoài, mau. Đồ khốn, chạy đi, mày muốn chết hả? Dẫn đi, đi, ngồi xuống đi, xắn tay áo lên. Đánh phụ nữ, lôi hắn ra cho tôi. Đi theo tôi. Cảm ơn anh. Tại sao số 37 này điên rồi hả? Chẳng phải giữ lại cũng vô dụng sao?
Số 42, anh giải quyết hắn đi. Bắn đi. Nghĩ gì vậy? Sao hả? Không nỡ ra tay sao? Lôi ra sử bắn cho tôi. Anh đó. Anh đó. Lão Tứ, chúng ta đi. Mau lên. Canh mau giữ chặt anh ấy. Được. Tên Minh Đạt này chẳng phải vào trước rất bình thường sao? Gần đây hắn bị làm sao vậy? Thành phần SGM trong FUT sẽ ảnh hưởng tới ý thức con người. Anh ta là lính, có lẽ từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Về phương diện chống lại khống chế ý thức, cũng có nghĩa là anh ta đang dựa vào ý chí của mình chống lại tác dụng dược lý của FUT. Vậy ý của cô là hắn có thể dùng ý thức khống chế thuốc của chúng ta? Nếu nói như vậy, đồng nghĩa thực nghiệm của chúng ta thất bại rồi, phải không? Người không thể thắng thuốc được. Sức mạnh ý chí ngoan cường hơn cũng có giới hạn. Giới hạn. Tốt lắm. Vậy cô tăng liều lượng cho tôi. Đột phá giới hạn của hắn. Tác dụng phụ của FUT rất mạnh. Nếu còn tăng liều lượng nữa, rất có thể sẽ khiến hắn phát điên hoặc là đột tử. Cái tên nhóc Minh Đạt này thân thủ không tệ. Nếu cứ vậy mà chết thì đúng là tiếc thật. Có điều, cái tôi muốn là thực nghiệm thành công. Nếu Minh Đạt chết đi, có thể giúp ích cho việc thực nghiệm, vậy cái giá này cũng xứng đáng mà. Cứ làm theo lời tôi nói. Nhưng mà... Rõ. Bây giờ hắn sao rồi? Hắn tỉnh rồi. Mở cửa ra.
Các người chích thuốc gì cho tôi vậy? Có phải là FUT không? Chuyện này tôi không để cho anh biết được. Chích xong thuốc này, có phải sẽ hoàn toàn mất năng lực kiểm soát, trở thành công cụ của các người không? Người ở đây không ai có thể tự chủ. Có thể để tôi tỉnh táo thêm vài giờ không? Tỉnh táo với anh mà nói không phải là chuyện tốt, tôi biết, nhưng rất quan trọng với tôi. Anh không sợ tôi nói với họ sao? Tôi tin tưởng cô. Hay anh đi lấy thuốc giúp tôi đi. Rõ. Phòng tài liệu. Làm gì? Mở cửa. Tướng quân kêu tôi chích thuốc cho hắn. Sao cô đến đây? Bây giờ tướng quân và chúng đều đi vắng, lát nữa làm bộ phát bệnh, thừa cơ trốn ra. Làm vậy không được đâu, quá nguy hiểm. Không kịp nữa đâu. Chỉ có một cơ hội nữa thôi, buộc phải nhanh lên. Mau. Nè, mấy anh xem hắn bị sao kìa. Mau vào đây đi. Được rồi, đi thôi. Đi từ bên này, mau. Leo lên đi, mau. Cẩn thận, đưa tay cho tôi. Lên. Mau đứng lên đi, mặc kệ tôi, đi đi. Đi càng xa càng tốt, đi mau. Tôi sẽ không bỏ rơi anh. Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Đứng lên đi. Tin tưởng tôi, hai chúng ta nhất định sẽ sống sót ra ngoài. Mau lên. Mau lên. Mau. Ẩn nấp. Đi mau. Là Minh Đạt.
lập tức yểm trợ. Sao mọi người tới đây? Được cấp trên chỉ thị tới tiếp ứng cho anh. Chúng ta đi thôi. Được. Linh Tâm, Chí Bình đi giải cứu người bị bắt. Lương Bân, Trịnh Soái bố trí thuốc nổ. Ngô Đồng cùng anh đi bắt cá sống. Hành động, rõ. Hành động. Mau, rõ. Mau đi. Mau đi mau. Đứng nghiêm. Không được cử động. Minh Đạt, thiếu tá, sở trưởng trinh sát vũ trang, chiến đấu bắn tỉa,
đội trưởng đội hành động đặc biệt G12. Anh dám gạt tôi, đồ khốn. Được. Nhưng điều tôi không thể ngờ là cả FUT của tôi cũng không khống chế được anh. Anh là Trang Hảo Hán, tôi xem trọng anh. Cảm ơn mô tả của anh. Cá sấu, bây giờ anh chỉ có một lựa chọn: buông bỏ súng, làm lại cuộc đời. Đừng quá đắc ý. Đã suy xét tới sự an toàn của bản thân chưa? Báo cáo, đã lắp đặt xong thuốc nổ, rút. Sao rồi, đã sơ tán tất cả người thực nghiệm rồi. Chuẩn bị kích nổ, được. Tạm biệt cá sấu. Rút, đi. Tốt lắm. Xin chào. Chào anh Triệu. Chúng ta quen biết nhau sao? Tôi là trợ lý của Châu Chính Dương. Thành thật xin lỗi, tôi xin phép đi trước. Được rồi, cứ tự nhiên nghe. Được, nào, bên này. Người đẹp, tôi ngồi đây được không? Nếu bạn nhảy của anh không ngại thì đương nhiên là được rồi. Cô ấy sẽ không để bụng nếu chúng ta nhảy một bài. Bước tiếp theo, lấy trộm dấu chân tay. Rõ. Cảm ơn. Không hoàn chỉnh, tiếp tục quét.
tôi phải vào vệ sinh một chút. Tiêu rồi, chúng ta đã bị lộ. Đi. Bên sòng bạc có chuyện rồi, có người lẻn vào mật thất. Mau cản chúng lại. Đi mau, đuổi theo. Dám tấn công sòng bạc của tôi ngay trong thành phố của tôi, còn tìm tới tận nhà đấy chứ. Quậy phá một phen rồi hiên ngang bước ra. Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Đám người này lên kế hoạch rất là chu đáo. Trước tiên là chúng phá hoại hệ thống giám sát của chúng ta, rồi trà trộn vào bên trong, khiến chúng tôi trở tay không kịp. Cũng may chúng không cướp được giáo sư Châu. Tuy chúng ta bố trí rất chu đáo, nhưng mà vẫn trễ một bước. Giáo sư Châu đã bị chúng giấu ở nơi khác. Sau cuộc chiến ngày hôm qua, anh Khê sẽ đề phòng chúng ta hơn nữa trong các hành động tiếp theo. Mấy người ngăn cản hắn. Đừng lên tiếng. Không được la. Đi. Cô có sao không? Thư Nam Hy bị chúng đưa đi rồi. Bỏ tôi ra.
Giáo sư, thầy ơi, thầy sao vậy? Thầy ơi. Tony, cậu ở lại đây, chú ý an toàn, rõ. Chúng ta đi. Linh Tâm, đi tìm vị trí cao, lo việc bắn tỉa, rõ. Cô dẫn dắt Đường Bân, chúng ta chỉ ra hành động. Đi. Giáo sư Châu và cô gái đang bị nhốt đang ở đâu? Ở trên lầu 2. Họ bị nhốt trên lầu 2. Lên. Ông ấy sao rồi? Không sao, chỉ bị hôn mê thôi. Là giáo sư sao? Lập tức xác nhận thân phận. Chính xác, đã xác nhận thân phận, đúng là giáo sư Châu. Đã rõ.
Liên Bân, chuẩn bị rút lui. Rõ. Mau. Chúng ta bị tấn công. Ra ngoài xem sao. Trịnh Soái. Cho nổ, được. Đứng yên, đứng yên. Bên trong an toàn. Họ tên: Thư Nam Hy. Mẹ là người ở đâu? Tế Nam Sơn Đông. Vui lòng phối hợp nhập dân tay của cô. Đã xác nhận thân phận của Thư Nam Hy. Cô Thư Nam Hy, không cần sợ, chúng tôi là đội hành động đặc biệt G12 của quân đội, tới đây để cứu hai người. Bây giờ cô nắm chặt phía sau của tôi, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây, bảo đảm an toàn cho cô. Không được buông tay. Buông tay đồng nghĩa với hy sinh đó. Đi mau. Rút đi. Rút. Đuổi theo. Tông đi. Lên. Mau lên. Đuổi theo. Nhanh đi. Đuổi theo. Linh Tâm, yểm trợ chúng tôi rời khỏi. Rõ. Tiêu rồi, có kẻ bắn tỉa. Đuổi theo bằng cửa sau đi, đi. Mau. Mau. Linh Tân, chúng tôi đang an toàn, cậu mau rút đi. Rõ. Có chừng. Mau. Nhanh đi. Linh Tâm, lên. Rõ. Ông chủ, đi mau.
ở đây giao lại cho cậu. Tôi đuổi theo. Được, tôi yểm trợ cho. Mau, chạy đi. Nhanh, nhanh chút nữa. Trình Soái, lên xe. Được. Giáo sư Đường đâu? Chúng tôi đã chuyển mấy tên này an toàn rồi. Lưu Quốc Chính đâu? Hắn trốn rồi. Chí Bình đang đuổi theo. Chúng ta đi chi viện. Mau khiến hắn rơi khỏi xe. Mau, tiếp tục đi. Mau cắt đuôi hắn đi, mau. Tông chết hắn đi. Tốt, tốt. Mau, xuống xe bắn đi, rõ. Chí Bình. Chí Bình. Đứng im. Còn cử động tôi bắn chết ông. Đứng im.
Thả tôi ra. Thả ông ra sao? Ông cảm thấy yêu cầu này chúng tôi sẽ chấp nhận à? Các người nhất định sẽ thả tôi ra. Sao lại nói vậy? Bởi vì tôi đã đặt thuốc nổ ở 3 điểm khác nhau trong thành phố Bình Nam. Thuốc nổ uy lực rất mạnh. Nếu cô không thả tôi ra thì sẽ có người kích nổ nó. Các người giao đấu với tôi nhiều năm như vậy, chắc các người hiểu rõ tôi. Bây giờ tôi không còn nhiều thời gian. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Ông đang uy hiếp chúng tôi sao? Đúng, đang uy hiếp cô. Lưu Quốc Chính, ông đừng đắc ý, ông đừng vọng tưởng bước ra khỏi nơi này. Được thôi, chúng ta cứ chờ xem. Nửa tiếng trước, ở trường trung học thực nghiệm thành phố Bình Nam, ngay sau lưng tôi đã xảy ra một vụ nổ. Một thùng rác ở sân thể dục của một trường đột nhiên phát nổ. Hiện tại trường này đã bị phong tỏa vì vụ nổ xảy ra trong lúc học sinh đang trên lớp. Hơn nữa không có lớp dùng sân thể dục. May mà không có thương vong về người. Cây cối và đường xá xung quanh bị phá hủy nghiêm trọng. Tra xét và phân tích bước ban đầu cho thấy nguyên nhân gây ra vụ nổ thậm chí rất có thể bom hẹn giờ đặc chế. Phòng ban liên quan đã bắt đầu điều tra nguyên nhân sự cố. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc. Chúng tôi sẽ thông báo sau. Mau phái người đến trường tra xét, nhất định phải phối hợp cùng với cảnh sát. Nếu chuyện Lưu Quốc Chính nói là thật, vậy thì còn hai quả bom đặt ở hai nơi khác. Xem thử gần đó có manh mối gì khác không. Rõ. Lần này các người vì bắt tôi hy sinh một đồng chí, xin thay mặt tôi gửi lời chia buồn tới người nhà của họ. Lưu Quốc Chính, ông đừng vội đắc ý. Chúng tôi nhất định sẽ bắt ông lại. Được, tôi tiếp tới cùng. Chạy đi. Rõ. Bám theo.
Báo cáo, chúng tôi bị chặn trên đường rồi, không thể tiếp tục bám theo. Xe của Lưu Quốc Chính đang lái về hướng đường Thanh Diễn, hãy tiếp tục theo sát. Đã rõ. Tham mưu quan, người này là phần tử khủng bố đặt bom hẹn giờ ở trung học thực nghiệm thành phố. Trong thời gian trường nghỉ theo lịch công 2 giờ chiều, vào trường với thân phận là lao công. Nửa tiếng sau rời khỏi, hắn lái một chiếc xe tải cỡ nhỏ. Trong cùng khoảng thời gian này, tra xét hệ thống kiểm soát giao thông. 2 tiếng đồng hồ sau, hắn lái cùng một chiếc xe tới khu giải trí thành phố Bình Nam. Liên Bân, Trịnh Soái. Theo tình báo cho thấy, khu giải trí thành phố Bình Nam có khả năng bị gài thuốc nổ. Hai người tra xét mau đi. Rõ. Tăng tốc đi. Rõ. Mau. Khu giải trí rộng lớn như vậy, muốn tìm một quả bom như mò kim đáy biển. Vậy cũng phải tìm. Báo cáo, trong một thiết bị trò chơi phát hiện vật nổ khả nghi. Ở đâu? Bên đây. Đi mau. Quay đầu phía trước. Rõ. Chạy đi. Rõ. Gọi tổng bộ. Đội viên G12 Liên Bân Trịnh Soái phát hiện thuốc nổ, còn 5 phút, xin được lập tức gỡ bỏ. Rõ rồi. Chú ý an toàn. Rõ. Trang bị cỡ bom còn trên đường, không kịp nữa, trang bị đem theo. Đưa đây.
Người anh em, cẩn thận đó, bảo vệ an toàn cho đám đông quan trọng nhất. Rút mau. Hai người ở lại, những người khác rút theo tôi, rõ? Sơ tán đám đông, mọi người mau lùi đi, nhanh lên. Lùi ra phía sau, nhanh đi. Mau lên, đi thôi, nguy hiểm quá, nhanh đi. Gọi tổng bộ. Điều viên G12 Trình Soái đã gỡ bom thành công. Gỡ thành công rồi. Hay lắm, hay quá. Đã tháo gỡ bom thành công, việc còn lại giao cho các anh. Rõ. Tiên sinh, tiên sinh, có thuyền đuổi tới rồi, tính sao đây? Liều chết với chúng, rõ? Lên. Bắn.
Liêu Quốc Chính, bao nhiêu chiến hữu của chúng tôi đã chết trong tay của ông. Nếu là tôi trước đây, tôi một phát bắn chết ông rồi. Liên Bân, chú ý kỷ luật. Anh muốn để các chiến hữu của chúng ta hy sinh vô ích sao? Ai kêu mày tới xử tao? Đồng bọn của mày đang ở đâu? Xin lỗi, tôi sẽ không nói. Tuy nhiên tôi có thể nói cho anh biết, đồng bọn của tôi sẽ trừ khử các người, từng người một. Còn nói không? Họ tới rồi. Báo cáo, hoàn thành nhiệm vụ. Em không sao chứ? Trò chơi đã bắt đầu. Làm rất tốt. Rõ. Rút. Đi. Ninh. Ninh. Đi. Ninh, đi thôi. Ninh, mau đi thôi. Ninh.
anh ơi. Trương Hạo, em đừng khóc. Anh sẽ không chết. Tinh thần của anh sẽ mãi mãi chiến đấu cùng với em. Chúng ta là anh em tài giỏi nhất thế giới này. Hãy là một người đàn ông chân chính, ngẩng cao đầu mà sống. Hứa với anh đi. Cẩn thận. Anh ơi, Trương Quy, em sẽ nhớ những gì anh vừa nói. Trương Hạo, Trương Hạo, đi. Đi thôi, tôi không đi. Đi thôi, anh à, đi. Anh à, tôi phải ở cùng với anh của tôi. Đi mau, anh ơi. Tiểu Lỗi, Tiểu Lỗi, anh ơi, anh sẽ mãi mãi chiến đấu cùng với em, ngẩng cao đầu mà sống. Tới đi.